một gia đình mà hai vợ chồng biết thương yêu hòa thuận, thì gia đình đó mới có sinh khí thịnh vượng. Sự thịnh vượng này có thể lan tỏa, khiến cho mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Trong thế gian, sự kết hợp của vợ chồng cần phải vượt ra khỏi sự ham muốn của thể xác và vật chất. Người vợ là một phần cơ thể của người chồng. Người chồng nên dành cho vợ sự tôn trọng và danh dự, cũng không nên làm vợ mình mất mặt trước mọi người. Người vợ không nên làm trái với chuẩn mực của người phụ nữ. Và người chồng cũng phải sống xứng đáng với đạo làm chồng, tránh xa các thói hư tật xấu. Mỗi quyết định của người chồng cần phải nghĩ đến tâm nguyện của người vợ. Yêu thương chồng mình cũng chính là trách nhiệm của người vợ. Xem gia đình chồng giống như là gia đình của mình, giữ vai trò là bến đỗ yêu thương, quan tâm chăm sóc cho mỗi thành viên trong gia đình chồng, tôn trọng nhau như là khách quý.